I don't know, it's just something about ya. Got me feeling like I can't be without ya. Anytime someone mention your name, I be feeling as if I'm around ya. Ain't no words to describe you, baby. All I know is that you take me high. Can you tell that you drive me crazy? Cause I can't get you out of my mind. Think of you when I'm going to bed. When I wake up, think of you again. You are my homie, lover, and friend. Exactly why you light me up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile. And people ask me how. Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror. Chào đón quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các con đã trở về tham dự buổi báo cáo môn học piano ngày hôm trong buổi sáng ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chương trình chính thức được bắt đầu. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa quý phụ huynh cùng toàn thể các em học viên thân mến, mùa hè rực rỡ đã đến, tiếng ve bên Nga hòa cùng tiếng chim hót đã báo hiệu một mùa học tập thành công của các con đã kết thúc. Và hôm nay, Trung tâm Âm nhạc và Nhạc cụ Đinh Công long trọng tổ chức buổi báo cáo tổng kết môn học piano, đánh dấu một chặng đường đầy nỗ lực và đầy cố gắng đã gặt hái được rất nhiều thành công của thầy và trò trong năm học vừa qua. Và về dự buổi báo cáo ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu có thầy Đinh Thành Công, giám đốc Trung tâm Âm nhạc Đinh Công. Xin mời quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón thầy. Và xin được trân trọng giới thiệu có quý các quý thầy cô giáo của các bộ môn âm nhạc tại Nhạc cụ Đinh Công, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu có các quý phụ huynh cũng đã trở về tham dự động viên tinh thần cho các con trong buổi báo cáo ngày hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và một phần không thể thiếu đó là ba mẹ em học sinh, học viên đã trở về ngày hôm nay trong buổi sáng để chúng ta cùng tham dự chương trình báo cáo và nhận chứng chỉ trong buổi sáng ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trước tiên, xin cho phép tôi thay mặt cho Trung tâm Âm nhạc và Nhạc cụ Đinh Công xin trân trọng gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến quý vị phụ huynh và các em học viên đã dành thời gian quý báu để tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Sự hiện diện của quý vị là nguồn động viên to lớn cho thầy và trò Trung tâm Âm nhạc và Nhạc cụ Đinh Công. Âm nhạc là tiếng nói tâm hồn, là nguồn suối nuôi dưỡng tâm hồn con người, bồi đắp những giá trị tinh thần cao đẹp. Nắm bắt được tầm quan trọng đó, Trung tâm Âm nhạc và Nhạc cụ Đinh Công luôn chú trọng phát triển bộ môn âm nhạc, tạo môi trường học tập tốt nhất để các em học viên có thể khám phá, phát huy năng khiếu và niềm đam mê âm nhạc của bản thân. Trong năm học vừa qua, dưới sự dìu dắt tận tâm của đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, các em học viên bộ môn âm nhạc đã không ngừng nỗ lực, cố gắng rèn luyện và đạt nhiều thành tích khích lệ. Buổi báo cáo ngày hôm nay là dịp để các em học viên thể hiện những thành quả đã đạt được, đồng thời là cơ hội để Trung tâm Âm nhạc ghi nhận và những đóng góp của các thầy cô giáo và các em học viên trong suốt năm học vừa qua. Trước khi diễn ra buổi báo cáo, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Đinh Công, giám đốc Trung tâm Âm nhạc sẽ trở về phía sân khấu có đôi lời chia sẻ. Xin được trân trọng kính mời thầy. Kính chào quý vị phụ huynh và toàn thể các bạn học viên Trung tâm Nhạc và Nhạc cụ Đinh Công thân mến. Kính thưa quý phụ huynh và các con học viên, đây là một những cái chương trình định kỳ của Trung tâm bắt đầu được thực hiện từ năm 2024. Và những cái buổi như này sắp tới sẽ thành thường niên, có thể là 3-4 tháng một lần.
chúng ta sẽ quy tụ về đây để chúng ta cùng lắng nghe những đứa con của chúng ta tấu lên những cái bản nhạc hay nhất và tuyệt vời nhất trong quá trình các con đã được học và rèn luyện tại Trung tâm Nhạc và Nhạc cụ Đình Công. Và qua những cái buổi tổng kết như này thì thứ nhất chúng ta sẽ thấy nổi bật một số những cái ý nghĩa và giá trị của cái buổi báo cáo. Thứ nhất là sẽ đánh giá được cái tiến bộ của học viên. Trung tâm cũng như quý phụ huynh ở đây, thầy cô ở đây sẽ nhận ra, đánh giá được cái sự tiến bộ. Đồng thời với cái sự tiến bộ của học viên thì sẽ điều chỉnh, có thể điều chỉnh cái phương pháp, rồi đổi mới phương pháp để làm sao cái chất lượng được nâng lên. Cái thứ hai đó là khích lệ, qua cái buổi báo cáo sẽ khích lệ được cái sự ham học, yêu thích môn học của người học. Sẽ trung tâm cũng như các thầy cô sẽ, cũng như quý phụ huynh sẽ là tạo động lực cũng như là ghi nhận tất cả những cái nỗ lực của các con. Cái thứ ba, qua buổi báo cáo sẽ rèn luyện cái kỹ năng biểu diễn cho các con. Qua cái kỹ năng biểu diễn trên sân khấu, các con sẽ thu được những cái khả năng, cái sự tự tin thể hiện trước công chúng, trước đông người. Đấy là cái thứ ba. Cái thứ tư, qua những cái buổi báo cáo, chúng ta sẽ tìm ra cũng như đánh giá, phát hiện ra những cái học viên có năng khiếu để chúng ta bồi dưỡng. Không gì bằng được sống với đam mê của mình. Nếu như 100 bạn ở đây có thể có được 1-2 bạn có một cái khả năng thiên tài thì điều đó rất là tuyệt vời cho xã hội. Qua đấy chúng ta phát hiện nhân tố để bồi dưỡng cho nguồn cho các cái trường nhạc chuyên nghiệp đó. Rồi cái cuối cùng đó là qua cái buổi báo cáo thì tạo nên một cái tính cộng đồng. Trong cái cộng đồng này thì chúng ta vừa được lắng nghe các bạn học viên vừa trình diễn, vừa chia sẻ. Qua cái cộng đồng này chúng ta có một môi trường gắn kết giữa các thầy cô và gia đình với các quý phụ huynh. Chúng ta sẽ tạo nên một cái môi trường mới và giúp cho xã hội tốt đẹp hơn. Không gì bằng âm nhạc. Có một cái câu là có âm nhạc thì cuộc sống tươi đẹp hơn. Và khi có nhiều buổi báo cáo như thế này, dần dần chúng ta sẽ quen với cái việc trình diễn, quen với cái không khí cảm thụ âm nhạc và một cái không gian thưởng thức âm nhạc tiến tới sẽ là tuyệt vời. Khi mà các con học đến trình độ trung cấp trở lên thì chắc chắn là mỗi các con như là một nghệ sĩ vậy. Thì hy vọng là tất cả những điều tuyệt vời mà qua những cái buổi báo cáo mang lại thì Trung tâm Nhạc và Nhạc cụ Đình Công cũng hướng đến cái lợi ích của xã hội và trực tiếp là giúp các con có một cái sân chơi lành mạnh và chất lượng. Vì quý phụ huynh cũng thấy rằng là Trung tâm Nhạc cụ Đình Công cũng có những cái sân chơi ngoài trời, tức là để một cái không gian mở rộng để các con để thể hiện, nhưng đồng thời lại có những cái không gian mang tính nội bộ để chúng ta có cái chiều sâu hơn, chúng ta được nghe, được thưởng thức cũng như là chia sẻ từ những cái góc độ chuyên môn để giúp các con nhận ra, khuyến khích các con để thể hiện, đồng thời là chia sẻ để các con có thể qua các cái buổi biểu diễn này các con nâng cao trình độ. Các con lưu ý rằng là trong buổi báo cáo hôm nay thì thầy muốn các con là những bạn mà đã, chúng ta sẽ thấy rằng là ví dụ một học viên biểu diễn thì có thể bài đó chúng ta cũng đã từng chơi. Ở người khác thì bài này nghe lạ lắm bởi vì là chưa chơi đến bài đó, thì không sao cả, hai cái góc cạnh đó chúng ta đều học được.
với những người chưa chơi bài đó thì chúng ta lắng nghe để cảm nhận một giai điệu mới, và chúng ta cảm nhận xem bản nhạc này đầu tiên là đơn giản là vui hay buồn, sôi nổi hay là nhẹ nhàng. Còn với những người mà chúng ta đã từng chơi bản nhạc này, chúng ta nghe chúng ta cũng phải giống như là một người thầy giáo ấy, là đánh giá xem bạn ấy có những cái kỹ thuật ngày xưa thầy cô dạy mình là phải staccato, legato, nhưng mà bạn ấy đã thể hiện tốt hay chưa. Đấy, thì chúng ta nghe qua những cái bản nhạc đã chơi thì chúng ta cảm nhận cái việc mà và đánh giá cái việc mà bạn hay anh chị làm tốt đến đâu, thì đấy là cái việc chúng ta cũng là học. Thế thì ngoài ra nữa thì xin thưa với quý vị huynh là ai thì cũng là bắt đầu. Thế thì cái môi trường âm nhạc ở Việt Nam nói chung và Nam Định nói riêng thì chưa có những cái không gian để chúng ta thưởng thức âm nhạc mang tính khoa học. Mặc dù là phổ thông thôi nhưng mà những âm nhạc mang tính hơi khoa học một chút, ví dụ như là piano hoặc nhạc cổ điển, thì nó sẽ đòi hỏi cái hiểu biết hơn. Chúng ta có hiểu biết rồi, chúng ta nghe lắng nghe rồi chúng ta cảm nhận, chúng ta sẽ thấy nó tuyệt vời. Và cái môi trường này cũng một phần có thể đáp ứng được cái yêu cầu đó. Đinh Công rất là hạnh phúc khi mà có sự góp mặt của tất cả các học viên cũng như là quý phụ huynh đông đảo ngày hôm nay. Vì lượng học viên của trung tâm rất là đông, chính vì thế nên là chia thành 2 ca, ca buổi sáng, ca buổi chiều. Chứ nếu mà tập trung vào buổi sáng thì chắc chắn là phải hội trường lớn hơn nữa, và ngoài ra cần thời gian nhiều hơn. Thì rất mong quý vị phụ huynh cũng như các bạn học viên chịu khó lắng nghe và ở lại đến cuối chương trình để chúng ta cũng dành một chút thời gian cuối để chúng ta chia sẻ thêm. Xin cảm ơn quý phụ huynh. Xin được chân thành cảm ơn đôi lời phát biểu của thầy giám đốc của trung tâm. Sau đây tôi xin thông qua chương trình báo cáo tổng kết sẽ bao gồm các phần: 1. Báo cáo kết quả học tập của các bạn học viên. 2. Biểu diễn âm nhạc của các em học viên. 3. Trao chứng nhận kết quả theo trình độ cho các em học viên xuất sắc. Với niềm tự hào và tin tưởng, Trung tâm Âm nhạc và Nhạc cụ Đinh Công tin rằng các em học viên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần học tập, rèn luyện để đạt được nhiều thành công hơn nữa cho tương lai. Sau đây, chương trình báo cáo định kỳ môn học piano của các em học viên cơ sở 1 và cơ sở 2 xin phép được bắt đầu. Kính thưa quý vị huynh thân mến, và để mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là phần báo cáo của học viên Nguyễn Phương Thảo đến từ cơ sở 1. Xin mời Phương Thảo trở về phía ban giám khảo để nhận bài và lên trình diễn tác phẩm của mình. Và xin quý phụ huynh dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón con trong tiết mục. Xin chúc mừng bạn Phương Thảo đã vừa hoàn thành phần biểu diễn của mình. Sau đây xin mời con quay lên màn hình. Xin mời con quay lên màn hình và chọn câu hỏi. Con hãy chọn một con vật cho mình nào. Con thỏ. Bạn chọn con thỏ. Con hãy đọc tên nốt và cho cô biết đây là hợp âm gì. Đô trưởng ạ. Cô cảm ơn con, câu trả lời của con rất là chính xác. Mời mọi người cho con một tràng pháo tay. Xin cảm ơn bạn Phương Thảo đã vừa phần trình bày xong phần báo cáo của mình. Tiếp theo là phần trình bày báo cáo của bạn Phương Anh, bạn Kim Huệ chuẩn bị. Thank you.
Sau đây xin mời bạn Phương Anh tí của mình. Chúc mừng phần dự thi vừa rồi của bạn Phương Anh. Kính thưa các bậc phụ huynh thân mến, vừa rồi thì chúng ta vừa được thưởng thức hai tiết mục của bạn Phương Thảo và bạn Phương Anh. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời cô Mai Hòa sẽ nhận xét về hai phần biểu diễn của hai con. Xin được trân trọng kính mời cô. Lời đầu tiên thì cô xin chúc mừng hai con có hai tiết mục mở màn. Các con thì chắc chắn là khi mà chúng ta là bạn đầu tiên lên biểu diễn thì chắc là có cái sự hồi hộp cũng như là run sợ, nhưng mà hai bạn cũng đã vượt qua được cái được dũng cảm vượt qua được cái sự hồi hộp của mình. Đấy, thì đầu tiên là bạn Phương Thảo thì cô thấy là con đã cũng rất là cố gắng trong cái việc mà chơi đàn. Đấy, cô thấy là kỹ thuật ngón tay của con thì tư thế cũng rất là đúng, đẹp. Đấy, con và cũng đã các con cũng đã có cái sự tiến bộ trong cái việc mà tập luyện cũng như là về phách này, về làm quen với phím đàn. Đấy. Thứ hai là bạn Phương Anh thì con cũng có cái sự tiến bộ trong việc kiểm soát kỹ thuật ngón tay, sắc thái của bài hát, của bài đàn. Một lần nữa xin hai con. Xin được cảm ơn những ý kiến phát biểu và cũng như những chia sẻ của cô Mai Hòa về hai bạn học viên Phương Thảo và Phương Anh. Một lần nữa xin được chúc mừng hai con đã có phần dự thi khá tốt. Tiếp theo chương trình xin mời quý vị chúng ta cùng đến với học viên Kim Huệ cơ sở 2 và học viên Phương Linh chuẩn bị. Xin được trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Dự thi của bạn Kim Huệ. Sau đây con quay lên màn hình sân khấu và trả lời câu hỏi. Con chọn hình gì? Con bò ạ. Bạn chọn hình con bò. Con hãy cho cô biết ý nghĩa của các ký hiệu sau. Con thưa cô, đây là dấu nhắc lại ạ. Đáp án của con hoàn toàn chính xác. Cảm ơn con. Xin chúc mừng phần biểu diễn của bạn Kim Huệ. Tiếp theo là phần trình bày của bạn Phương Linh. Là phần câu hỏi lý thuyết của bạn Phương Linh. Con hãy chọn con vật cho mình. Con chọn con. Chọn hình gì nào? Hình hoa. Bông hoa. Bạn Phương Linh chọn hình bông hoa. Con hãy cho cô biết đây là khóa gì và dành cho tay nào? Con thích cô là khóa vàng. Con thưa cô là khóa son ạ. Cho cô biết khóa pha là dành cho tay nào? Tay trái ạ. Rồi, xin chúc mừng phần biểu diễn của bạn Phương Linh. Xin mời con về chỗ. Tiếp theo là báo cáo của bạn Phúc Lâm đến từ cơ sở 1. Xin mời bạn Phúc Lâm. Xin mời quý phụ huynh nổ một tràng vào tay thật rõ để chúc mừng cho bạn Phúc Lâm ạ.
Con chọn hình gì? Con chọn thấy con ong. Hình con ong. Con hãy đọc tên nốt và cho biết đây là quãng mấy. Đây là quãng mấy ạ? Quãng 4. Câu trả lời của con hoàn toàn chính xác. Nốt re và nốt son, đây là quãng 4 giai điệu. Mời mọi người cho con một tràng pháo tay. Được chúc mừng phần trình diễn và hỏi của bạn Phúc Lâm. Và với phần trình diễn của Kim Huệ, Phương Linh và Phúc Lâm, xin được trân trọng kính mời cô Đinh Hương sẽ có đôi lời nhận xét về phần biểu diễn của các con. Xin được trân trọng kính mời. Trước tiên là cô xin nồng nhiệt là chúc mừng ba bạn Kim Huệ, Phương Linh và Phúc Lâm. Ba bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc cái phần dự thi của mình. Thì ba bạn đều lên báo cáo cái quyển cuốn căn bản 2. Và các bạn do là học cuốn 2 rồi nên là các bạn đã là cái tư thế tay và cái nhịp phách các bạn rất là chắc rồi. Và cái đúng bài thì các bạn đã trình diễn rất là đúng. Tuy nhiên cô có cái chia sẻ hơn một chút nữa, đó là bạn Kim Huệ thì cái phần dấu thăng bạn làm rất là tốt rồi, thì chúng ta chú ý hơn một chút về sắc thái. Bạn Phương Linh thì trong cái bài của con có kiến thức mới, đó là to dần và nhỏ dần, thì cô giáo nhắc là đây là cái phần mà chúng ta về kỹ thuật sắc thái đấy, thế là chúng ta bạn Kim Huệ, bạn Phương Linh nên để ý một chút hơn nữa thì bài của con sẽ rất là hay hơn. Bạn Phúc Lâm thì trình diễn hai bài và hai bài của bạn đều rất là xuất sắc và bạn rất là trôi chảy hai bài đó. Bài thứ nhất của bạn là có dấu đen chấm dôi, đấy, kiến thức mới, và cái phần bài thứ hai của con là có quãng 6 hòa âm thì con đã làm rất là tốt. Tuy nhiên thì cái phần câu trả lời của con hơi chậm một chút, thì cô mong rằng là Quang Phúc lần sau con bạn Phúc Lâm để ý hơn một chút nữa nhé. Một lần nữa cô xin chúc mừng ba bạn Kim Huệ, Phương và Phúc Lâm đã hoàn thành rất là xuất sắc phần dự thi của mình. Xin cảm ơn lời nhận xét của cô giáo Lan Hương. Để tiếp theo phần báo cáo là phần trình bày của bạn Quang Phúc đến từ cơ sở 1. Hãy cho biết đây là ký hiệu gì? Con thưa cô là lặng đen ạ. Đây là đợt dấu lặng đen. Khi mình chơi đàn mình sẽ nghỉ một phách. Đúng rồi, cô cảm ơn con. Mời con về chỗ. Xin được cảm ơn phần trình diễn và câu trả lời của bạn Quang Phúc. Tiếp theo là phần trình bày của bạn Ngân Khánh đến từ cơ sở 1. Thank you.
Bạn Ngân Khánh đã vừa trình bày xong phần biểu diễn của mình. Tiếp theo là câu hỏi lý thuyết dành cho con. Con chọn hình gì nào? Con chọn hình con gà ạ. Con hãy cho biết ý nghĩa của các ký hiệu sau. Con đã có câu trả lời chưa? Dấu đầu tiên là to ạ. Dấu thứ hai là to vừa. Dấu thứ ba là nhỏ. Câu trả lời của con hoàn toàn chính xác. Xin được cảm ơn phần trình diễn và câu trả lời của bạn Ngân Khánh. Tiếp theo là bạn Sơn Hùng đến từ cơ sở. Là câu hỏi lý thuyết dành cho con. Con chọn hình con rùa ạ. Con rùa nào? Con hãy đọc tên nốt và cho biết đây là hợp âm gì. Pha và đây là nốt la. Đây là nốt pha. Đây là hợp âm pha trưởng. Hợp âm pha trưởng. Con hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng phần trình diễn và câu trả lời của bạn Sơn Hùng. Cảm ơn con. Tiếp theo là phần trình bày của bạn Ngọc Khánh đến từ cơ sở 1. Thank you.
Xin được chúc mừng phần báo cáo của học viên Ngọc Khánh. Và với phần biểu diễn của Quang Phúc, Ngân Khánh, Xuân Hùng và Ngọc Khánh, xin được trân trọng kính mời thầy Đinh Thành Công sẽ có đôi lời nhận xét về các tiết mục biểu diễn của các em. Xin được trân trọng kính mời. Trước tiên là chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật to cho phần biểu diễn của bốn bạn vừa rồi. Thưa quý phụ huynh và các bạn học viên, chúng ta thấy rằng là vừa rồi theo một cái list chương trình ấy, thì trung tâm có sắp xếp theo trình tự về trình độ. Top đầu tiên là có hai bạn là trình độ căn bản. Chúng ta sẽ thấy những giai điệu rất đơn sơ nhưng rất hay. Sau đó là hai trình độ căn bản 2 thì giống như là một bạn được gọi là thiếu nhi rồi. Đấy. Sau đó là ba bạn ở trình độ trung cấp. Trình độ trung cấp cuốn 1 của trung cấp thì chúng ta sẽ thấy là đã bắt đầu ra dáng một thanh niên rồi. Và trong đó có một học viên là Ngọc Khánh ấy, vừa trình về cái bài tác phẩm Nâng Cao thì có thể gọi là trưởng thành rồi. Thì đây là một vòng, chút nữa chúng ta lại đi qua một vòng thứ hai cũng sẽ theo một trình tự như vậy. Thì để tiện theo dõi thì phụ huynh có thể thấy rằng là các cái trình độ được phân cấp rất rõ. Và chúng ta, các bạn học viên đang chơi ở cuốn trình độ căn bản, rồi căn bản, rồi trung cấp, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cứ kiên trì học thì chúng ta sẽ có một ngày chơi được những tác phẩm Maybe của Imura mà chúng ta vừa nghe bạn Ngọc Khánh, chị Ngọc Khánh trình bày. Rất hay đúng không ạ? Và khi đã nói là ở góc độ trình độ trưởng thành có nghĩa là lúc đó là con không cần thầy nữa. Con chỉ cần thầy định hướng ở những cái cảm xúc thôi, thế nào cho nó hay. Chứ còn về bản nhạc, nếu mà quý vị phụ huynh thấy thì bản nhạc này có khoảng 4 trang. Thế thì Ngọc Khánh đã làm 80% rồi. Tức là 80% nếu như là ở tai người bình dân ấy, là cũng thấy hay lắm rồi. Đăng Facebook là vỗ tay rầm rầm rồi. Nhưng cái việc mà cần thầy ấy, ở chỗ là thầy sẽ giống như là vai trò một huấn luyện viên vậy. Hướng con sẽ làm tốt hơn, làm đẹp, bẩy hơn giai điệu và biết thể hiện cảm xúc của chính bản thân mình, làm cho cái bản nhạc có thể là hàng ngàn người đánh nhưng mà mình vẫn có một cái chất riêng. Thì đó là cần cái vai trò của trung tâm cũng như là người thầy. Và thưa quý vị huynh, chúng ta chỉ cần có khoảng độ 15 phút thôi, chúng ta đã định hình được cái con đường và chặng đường của các con chúng ta sẽ tiến lên. Chỉ mong quý vị huynh là kiên trì thôi. Thế quay trở lại phần nhận xét thì chúng ta thấy rằng là ba phần trình bày của ba bạn ở trình độ trung cấp cũng là rất là tốt, rất trôi chảy, thể hiện được rất là nhiều cái sắc thái. Chúng ta sẽ thấy có bài, tất nhiên là không phải bài nào, bởi vì các cái ký hiệu chỉ dẫn về sắc thái được diễn ở trên bài. Thì ví dụ như là bài của Sơn Hùng có cái kết, người ta nói rằng là kết nhỏ, chậm nhỏ, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng con đánh chậm nhỏ. Nó khác với cái việc mà đánh một cách tự do là đánh xong rồi không biết là đã hết hay chưa. Tức là nó không có cái báo hiệu, nó không có gần gũi với cái cảm xúc tự nhiên của chúng ta. Giống như chúng ta đi gần về đến nhà thì chúng ta phải đi chậm lại. Chúng ta tạm biệt ai đó thì từ từ người ta sẽ đi xa, bóng khuất bóng của chúng ta, quan sát chúng ta. Thì đó, cái âm nhạc nó cũng cần, nó rất là tự nhiên và nó cũng cần một cái cảm xúc rất là thật. Thì các con được học và các con sẽ được dần dần sẽ được thể hiện tất cả những kỹ năng đó. Thì ba bạn Phúc Lâm, Quang Phúc và Ngân Khánh trình bày rất là tốt, thầy chúc mừng các con. Ở đây có bạn Ngân Khánh là cũng sắp coi như là kết thúc cuốn trung cấp 3 rồi. Và Ngân Khánh chỉ sang trung cấp 4, tập 4 là Ngân Khánh lần sau có thể cố gắng để coi như là được nhận cái chứng chỉ trung cấp rồi. Thì chúc mừng con và con cố gắng. Về Quang Phúc và Ngân Phúc Lâm và đúng nha. Quang Phúc và Sơn Hùng
thì hai bạn mặc dù là con trai nhưng mà hôm nay trình diễn khác hẳn so với những cái buổi học. Ở đây là các buổi học thì chúng ta nhiều khi là các bạn ấy là con trai nên là mất tập trung nhiều, nhưng mà hôm nay trình diễn như nghệ sĩ. Thầy chúc mừng các con. Và một lần nữa chúc mừng thêm Ngọc Khánh đã đang ở nâng cao 2 cổ điển. Thì con hãy cố gắng, bởi vì con năm nay mới lớp 9 rồi. Lớp 7 à? Lớn quá. Lớp 7 thì con còn ít nhất hết cấp 3 để con có thể là học, có thể là hết chữ của thầy. Chúc mừng các con. Xin được lời nhận xét của thầy Đinh Thành Công. Và để thay đổi không khí một chút thì xin mời các quý vị phụ huynh cùng toàn thể các bạn học viên đến với một tiết mục độc tấu guitar của bạn Trần Đức Thịnh qua tác phẩm Natalia. Xin kính mời các quý vị phụ huynh cùng toàn thể các bạn học viên thưởng thức. Cảm ơn phần trình diễn của bạn Đức Thịnh. Và tiếp theo là phần báo cáo đến từ bạn Khôi Nguyên, học viên cơ sở 1. Trình bày của bạn Khôi Nguyên. Sau đây nhá, con sẽ quay lên màn hình nào và con trả lời câu hỏi cho cô nào. Con chọn hình con gì? Con chọn tất cả trái cây. Bạn chọn con gì nhỉ? Con thấy hình con sư tử có đẹp không nhỉ? Con chọn hình con sư tử nào. Được không? À, bạn Khôi Nguyên chọn hình con sư tử ạ. Hãy cho cô biết đây là hình nốt gì? Hình nốt gì nào, con trả lời nào? Nốt tròn. Nốt tròn. Hình thứ hai. Hình thứ hai là hình gì? Nốt trắng chấm rôi. Nốt trắng chấm rôi. Tiếp tục ạ. Nốt trắng. Nốt trắng. Nốt đen. Nốt đen. Bạn trả lời chính xác chưa ạ? Hoàn chúc mừng phần trình diễn và phần trả lời câu hỏi của bạn Khôi Nguyên. Xin mời con về vị trí của mình. Tiếp theo là phần báo cáo của bạn Hà My đến từ cơ sở 1. Thank you.
câu hỏi của con nào. Con đã chọn một hình. Con chọn con bò ạ. Con hãy cho biết ý nghĩa của ký hiệu sau. Con thưa cô, đây là dấu nhắc lại ạ. Câu trả lời của con hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng phần trình bày và biểu diễn của bạn Hà My đến từ cơ sở 2. Vừa với phần biểu diễn của cô Minh và Hà My, xin được trân trọng và kính mời cô Mai Hòa sẽ nhận xét về phần trình diễn của hai con. Xin được trân trọng kính mời cô. Cô xin chúc mừng phần biểu diễn của hai con. Kính thưa quý phụ huynh, là chúng ta vừa được nghe hai bài biểu diễn của bạn Khôi Nguyên và bạn Hà My, thì chúng ta thấy là hai bạn này đưa chúng ta về một cái không khí về những ngày mà cuối tháng 12, đó là ngày Giáng sinh ạ. Đấy, hai bài đều thể hiện là như bạn Khôi Nguyên thì chúng ta thấy là bạn tuy rất là nhỏ tuổi và chúng ta nhìn thấy cái sự đáng yêu của bạn khi lên sân khấu, chúng ta rất là thích ạ. Bạn Khôi Nguyên thì cũng mới tham gia học ở trung tâm và chúng ta thấy là bạn lần đầu tiên bạn lên biểu diễn trên sân khấu, cho nên là cũng có rất nhiều những cái bỡ ngỡ. Đấy. Và bạn cũng đã thể hiện rất là tốt đối với cái phần biểu diễn của mình, đối với khả năng của bạn. Và bạn cần phát huy cái sự học tập của mình để thể hiện trong cái bộ môn piano ạ. Thứ hai là bạn Hà My. Thì bạn Hà My cũng mới tham gia khóa học ở trung tâm âm nhạc Đinh Công một thời gian cũng ngắn. Tuy nhiên là bạn cũng mới học ở cuốn giáo trình cơ bản quyển 1 thôi. Nhưng mà với cái năng khiếu cũng như khả năng cảm thụ âm nhạc của bạn thì bạn đã chơi được những cái tác phẩm bên ngoài giáo trình. Và đây là một trong những tác phẩm cũng rất là hay và bạn đã thể hiện được rất là tốt. Đấy, cô xin chúc mừng hai bạn. Xin được cảm ơn lời nhận xét đánh giá của cô giáo Mai Thị Hòa. Và tiếp theo là phần báo cáo của bạn Minh Nhật đến từ cơ sở 1. Bạn Lê Vi chuẩn bị. Sau đây con hãy chọn một phần cho câu hỏi lý thuyết. Con chọn con bướm ạ. Bạn chọn hình con bướm. Nhịp 4-4 có 4 phách trong một ô nhịp đúng hay sai? Con nói câu là đúng ạ. Bạn trả lời là đúng. Câu hỏi của bạn đã chính xác chưa ạ? Câu trả lời của con hoàn toàn chính xác. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày và bạn phần trả lời câu hỏi của bạn Minh Nhật. Tiếp theo là phần trình diễn của bạn Lê Vi đến từ cơ sở 1. Con hãy quay lên màn hình và trả lời cho cô câu hỏi. Con
chọn hình con công ạ. Nhịp 3-4 có mấy phách trong một ô nhịp? Nhịp 3-4 có mấy phách trong một ô nhịp? Có bạn nào ở dưới có đáp án không nào? Có 3 phách trong một ô nhịp ạ. À, bạn Lê Vi là đã trả lời là có 3 phách trong một ô nhịp. Đúng chưa các thầy cô giáo ạ? Cô cảm ơn con. Rồi, xin chúc mừng con. Xin mời con về vị trí của mình. Tiếp theo là phần báo cáo của bạn Minh Khang, cơ sở 1. Xin mời bạn Minh Khang. Con đã trình diễn xong phần dự thi. Con hãy chọn cho cô một hình ảnh trong phần câu hỏi lý thuyết. Con chọn quả dâu. Con hãy đọc tên nốt và cho biết đây là hợp âm gì. Đây là hợp âm song trưởng. À, hợp âm vô trưởng. Câu trả lời của con hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng con. Xin chúc mừng bạn Minh Khang đã vừa hoàn thành xong phần câu hỏi và phần trình diễn của mình. Xin được chúc mừng phần biểu diễn của Minh Nhật, Lê Vi và Minh Khang. Và ngay sau đây xin được trân trọng và giới thiệu của mình mời cô Lan Hương và sẽ có phần nhận xét cho bạn em vừa hoàn thành xong phần biểu diễn của mình. Một lần nữa thì cô chúc mừng bạn Minh Nhật, Lê Vi và Minh Khang đã hoàn thành rất là xuất sắc phần dự thi của mình. Ba bạn như là những người nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu rất chuyên nghiệp. Và ở đây tất cả các bạn đã là về nhịp phách và về đúng của bài thì các con đã làm rất là chuẩn rồi. Thì cô chỉ lưu ý một chút thôi. Đó là cái về phần bài của bạn Minh Nhật thì con lưu ý cho cô về có các ký hiệu sắc thái, đó là hơi mạnh đấy, và to nhỏ. Đấy, cái phần bắt đầu đến bài của con là bắt đầu là đã phải, chúng ta phải để ý hơn về sắc thái để cho bản nhạc trở nên hay hơn. Và cái phần và bài của bạn Minh Khang. Bạn Minh Khang thì bạn làm rất là tốt cái bài của mình. Và tuy nhiên là cô lưu ý cái đoạn cuối chúng ta kết chuẩn ngắt hơn một chút nữa cho nó cái bài nó trở nên cuốn hút hơn. Bài của bạn Lê Vi thì ở cái bài của con nó có rất nhiều cái đoạn legato và chậm. Thế nhưng cái đoạn cuối cùng của con là con chưa sử dụng pedal. Thế cô nhắc bạn Lê Vi lần sau chúng ta sử dụng cái phần pedal ở cái hai cái ô nhịp cuối cùng thì bài của con sẽ hoàn chỉnh và hay hơn nữa. Một lần nữa cô xin chúc mừng ba bạn đã hoàn thành rất là xuất sắc phần dự thi của mình. Cảm ơn. Xin cảm ơn những ý kiến đóng góp và nhận xét của cô Lan Hương. Tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời quý phụ huynh chúng ta cùng đến với bạn An Đông đến từ cơ sở 1. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón bạn An Đông. Sau phần biểu diễn của bạn An Đông sẽ là bạn Hoàng Quân. Thank you.
Xin cảm ơn con. Tiếp theo con hãy chọn một hình ảnh cho phần câu hỏi lý thuyết. Con chọn con rùa. Con hãy đọc tên nốt và cho biết đây là hợp âm gì. Đây là hợp âm pha trưởng. Con hãy đọc tên nốt cho cô nào. Đồ pha la. Câu trả lời của con hoàn toàn chính xác. Nốt đồ, nốt pha, nốt la là hợp âm pha trưởng. Xin được chúc mừng phần trình diễn và học câu trả lời của bạn An Đông. Tiếp theo là phần trình diễn của bạn Hoàng Quân đến từ cơ sở 1. Xin mời con. Cho mình. Con bướm ạ. Bạn chọn hình con bướm. Nhịp 4/4 có 4 phách trong một ô nhịp đúng hay sai? Đúng ạ. Bạn trả lời là đúng. Của con hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng phần biểu diễn của bạn Hoàng Quân. Tiếp theo là phần trình bày của bạn Phan Trần Quang đến từ cơ sở 1. Con đang ngồi dọn hình con chuột ạ. Bạn hình chọn hình con chuột. Con hãy đọc tên nốt và cho biết đây là hợp âm gì. Con đã có câu trả lời chưa? Em nói cô là son chuột. Si fa son ạ. Câu trả lời của bạn là nốt si, nốt fa, nốt son là hợp âm son trưởng. Đúng hay sai? Có bạn nào ở dưới có câu trả lời không? Son chữ ạ, em son bảy ạ. Bạn trả lời là son bảy. Đúng rồi, đây là nốt si, nốt pha, nốt son, đây là hợp âm son bảy. Xin được chúc mừng phần trả lời vừa rồi của bạn Phan Trần Quang. Tiếp theo là phần báo cáo của bạn An Phú đến từ cơ sở 1. Xin mời con.
theo là phần câu hỏi lý thuyết dành cho con. Con tròn hình con gấu ạ. Khi chơi bài có dấu luyến, ta chơi liền tiếng đúng hay sai? Đúng ạ. Câu trả lời của con hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng con. Xin mời con về chỗ. Kính thưa toàn thể quý phụ huynh thân mến, tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời quý phụ huynh cùng đến với bạn Trúc Linh, cơ sở 1. Xin trân trọng mời bạn học viên Trúc Linh. Sau phần biểu diễn của Trúc Linh sẽ là phần biểu diễn của Phương Anh. Cảm ơn bạn Trúc Linh đã vừa hoàn thành xong phần trình diễn của mình. Cảm ơn con. Tiếp theo là phần biểu diễn của bạn Phương Anh đến từ lớp gia sư. Kính thưa các bậc phụ huynh thân mến, và với phần biểu diễn của 6 bạn học viên vừa trình diễn, ngay sau đây xin được trân trọng kính mời thầy Đinh Thành Công sẽ có đôi lời nhận xét về phần biểu diễn của các con. Xin được trân trọng kính mời thầy. Xin chân thành cảm ơn các con học viên. Ta vừa lắng nghe gồm 6 tác phẩm cũng ở trình độ trung cấp cuốn 1, và đặc biệt có bạn Phương Anh là trung cấp tập 2.
À, tức là ghi đây là trình độ trung cấp 4. Thế thì chúc mừng Phương Anh là người trong buổi sáng này là cán đích cái cuốn giáo trình All in One tập 4. À, người duy nhất trong buổi sáng này đang đánh trình 4. Và thưa quý vị, chúng ta thấy sang cuốn 4 đó là những tác phẩm đã rất là hay rồi. À, nếu quý vị để ý, những cái chỗ con chơi nhỏ ấy, không phải là con tay yếu đâu, mà dùng theo ký hiệu của bản nhạc ấy, nó là PP, giống như các con trả lời lý thuyết ấy, là rất nhẹ, rất nhỏ. Rất nhỏ mà vẫn tạo ra âm thanh nghe vừa đủ. À, thì đấy là cái khó. Và đấy cần cái sự rèn luyện về kỹ thuật, cả một quá trình mới làm được. Chứ còn không phải là cứ nghĩ thích đánh to là đánh to, mà thích đánh nhỏ là đánh nhỏ. Với những người mà không được rèn kỹ luật thuật ấy, là người ta chỉ đánh đúng một mức thôi. Tức là như kiểu đánh đàn hỏng ấy, cứ đánh ngồi trên đàn là đánh hết sức mình, tức là nó cứ kêu một cỡ thôi. Thì đấy là cái mà không thiếu về kỹ thuật. À, tuy nhiên thì Phương Anh sang cuốn thứ tư đã được làm kỹ thuật rất tốt từ cuốn 1, cuốn 2, cuốn 3 và sang cuốn 4 đây. Thì cũng thưa quý vị là nhân đây cũng nói, bởi vì là ở trong cái giáo trình của chúng ta cũng hàng có lẽ là theo cái giáo theo giáo trình của Mỹ thì người ta đánh giá là một bộ giáo trình có nhiều cái tác phẩm nhất minh họa. À, thế thì xin quý vị huynh cũng kiên nhẫn, bởi vì cuốn 1, cuốn 2 vì trình độ đang là rèn luyện những cái kỹ thuật mà theo góc độ sư phạm thì người ta mong muốn như thế. Thế nên là những cái tác phẩm minh họa có thể chúng ta không quen thôi, bởi vì chúng ta là người Việt. Thế nhưng mà nếu như là thiếu nhi ở nước ngoài thì có thể có rất nhiều bài quen, gần gũi. Đấy, nhưng mà rõ ràng sang cái cuốn 3, cuốn 4, đặc biệt cuốn 4 thì những cái giai điệu đã trở thành đã giai điệu rất là đẹp và nghệ sĩ hơn, trình diễn sẽ hay hơn. Thì rất mong quý phụ huynh trông chờ con mình sẽ tiến sang trình độ trung cấp thì sẽ có rất là nhiều bài hay. Quay trở về phần nhận xét thì có một điều rất đặc biệt ở trong giáo trình tại Đinh Công, đó là các con được tiếp xúc với nhiều thể loại âm nhạc. Trong đó có một dòng nhạc rất là thịnh hành trên thế giới, đó là blue và jazz. À, thì ở đầu cuốn 3, lúc nãy có 4 bạn trình bày tác phẩm ở trình độ 3 thì có 3 bạn đánh tác phẩm nhạc blue rồi. À, chúng ta nghe thấy cái nhạc blue nó có một cái tiết tấu và một cái đặc thù rất là riêng, từ tiết tấu đến lại màu sắc. À, thì các con đã được đến cuốn 3 các con đã được cảm nhận và được chơi nhạc ra rồi. À, và chỉ cần các con rèn luyện kỹ thuật tốt hơn nữa thì cái màu nhạc blue, nhạc jazz nó sẽ rõ ràng hơn thôi. Đấy, thì còn cụ thể từng bạn thì ở đây thầy thấy rằng là có 3 bạn nam, và chúng ta để ý ấy, là trước khi chơi các con còn chơi một cái kỹ thuật nữa là kỹ thuật chạy thang âm. Chạy thang âm là một cái technique rất là quan trọng. Cùng với Hà Nông thì cái kỹ thuật chạy thang âm hay chạy gam nó trở thành một cái giống như là tập thể dục hàng ngày, nó rất là tốt. Vì thế trong cái các bạn cuốn 3 và cuốn 4 thì trung tâm có yêu cầu các con phải thực hiện thang âm hàng ngày trước khi chúng ta vào tác phẩm. Thì ở đây cũng có một vài bạn đã thực hiện. Và cũng chúc mừng tất cả các con, bởi vì là sang cuốn 3 thì chủ yếu thầy cô hướng dẫn về sắc thái là nhiều nhất. Còn cái việc mà các con đánh trôi chảy gần như nó là đương nhiên rồi. Đấy, nên là chúng ta sẽ thấy ở các học viên cuốn 3 ít khi chúng ta thấy vấp váp. Đấy, nhưng mà nếu như là yêu cầu cao hơn của thầy cô thì tức là trình diễn về sắc thái. Thì tất nhiên ở đây có các bạn làm tốt, có bạn thì còn sẽ phải cố gắng. Đấy, nhưng mà mong quý phụ huynh cũng lắng nghe kỹ hơn để thấy rằng là các phần trình diễn của các con cuốn 3, cuốn 4 có những tập trung vào cái sắc thái, tình cảm, các cái diễn đạt, kỹ thuật. Các bạn sẽ các quý phụ huynh sẽ thấy là có những kỹ thuật thì đánh âm thanh liền tiếng, thì để minh họa những cái giai điệu đẹp, nhẹ nhàng, du dương thì các con sẽ phải đánh ngón tay, tức là đánh nốt thứ nhất, rồi nốt thứ hai rồi mới được nhấc nốt nhất, cứ đánh nốt thứ ba mới được nhấc nốt thứ hai, thì đấy là kỹ thuật liền tiếng, nó làm cho giai điệu trở nên nhẹ nhàng, thiết tha.
Còn ngược lại, những cái tác phẩm mà chúng ta nghe thấy nó vui ấy, là do các con phải sử dụng cái kỹ thuật nảy tiếng. Ví dụ như là ấy, thấy có bài bạn con An Phú đấy, cái tay trái nảy rất là tốt, đấy là kỹ thuật staccato. Và đấy cũng là một cái kỹ thuật rất là khó, tức là đánh nảy tiếng. Giống như chúng ta cảm giác là một cái dao nó rất là bén ấy. Đó, thì cái tiếng đàn phải tạo ra cái tiếng nảy như thế. Và tiếng nảy đấy sẽ làm cho người nghe luôn luôn liên tưởng đến những cái sự khỏe khoắn, vui vẻ, nhí nhảnh, hài hước. Thì khi tác giả sẽ dùng những kỹ thuật như vậy. Đó, và rất mong các con ở trong cuốn 3 đang ở trình trường đại trung cấp, chúng ta sẽ cố gắng để chúng ta đạt đi hết, ít nhất là trung tâm rất mong muốn đi hết trình độ cao đại học, nhưng mà ít nhất là cố gắng hết trung cấp là các con đã trưởng thành rồi. Đấy, ví dụ như là Phương Anh ở đây là chơi rất là tốt. Và cũng xin giới thiệu là trung tâm ngoài cái việc mà giảng dạy tại các cơ sở, ba cơ sở, thì có cái thêm cái dịch vụ là dạy gia sư tại nhà. Và đấy, chúng ta thấy là bạn Phương Anh là một học viên gia sư của cô Hương đây. Và chúng tôi hiện tại là có 10 giáo viên piano có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu tại cơ sở cũng như là tại nhà của quý vị. Rất mong quý phụ huynh ủng hộ. Rồi, xin cảm ơn. Vâng, vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn lời đánh giá và nhận xét của thầy Đinh Thành Công. Và để tiếp theo chương trình, sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiết mục hát Mẹ Hãy Nắm Chặt Tay Con qua phần trình bày của bạn Thảo Nhi cùng cô giáo Lan Anh, giáo viên piano. Xin trọng kính mời các quý vị cùng thưởng thức. Mẹ yêu ơi, mẹ yêu.
con và mẹ. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình xin được trân trọng kính mời quý vị cùng quay trở lại với phần báo cáo của bạn Mỹ Dung đến từ cơ sở 1. Xin được mời bạn Mỹ Dung trở lên sân khấu. Và sau phần biểu diễn của bạn Mỹ Dung sẽ là phần biểu diễn của bạn Duy Anh đến từ cơ sở 2. Bây giờ con hãy quay lên màn hình và con hãy trả cho lời cho cô một câu hỏi nhá. Nào con chọn hình gì nào? Hình con chỉnh hình con thỏ. Con hãy cho biết đây là hình nốt gì? Hình nốt tròn. Hình nốt tròn. Tròn nhắn thôi. Hình nốt tròn. Hình nốt trắng. Hình nốt trắng tiếp tục. Hình nốt đen. Hình nốt đen. Con đã trả lời xong đúng là 4 hình chưa ạ? Cảm ơn con, xin chúc mừng phần trình bày và phần trả lời câu hỏi của con. Xin mời con về chỗ. Tiếp theo là phần báo cáo của bạn Tùng Anh đến từ cơ sở 1. Thank you.
Đầu tiên là cô xin chúc mừng bạn Mỹ Dung và bạn Tùng Anh đã hoàn thành rất là tốt cái phần dự thi của mình. Nói về bạn Mỹ Dung là một cô gái rất là nhỏ bé, năm nay mới 4 tuổi, tôi chưa biết chữ nhưng mà con đã rất là dũng cảm, con lên trên và con đánh đàn và nhìn là rất là đáng yêu. Thì cô mong rằng là con hãy cùng cố gắng theo đuổi ước mơ âm nhạc và mong rằng là 1-2 năm nữa là con sẽ thật là cứng cáp và sẽ có trình bày những cái tác phẩm hay hơn nữa. Cô đặc biệt khen bạn Mỹ Dung rất là. Thứ hai là bạn Tùng Anh. Bạn Tùng Anh đã biểu diễn rất là xuất sắc dự thi của mình và bạn rất là tự tin. Cô xin chúc mừng hai bạn Mỹ Dung và Tùng Anh đã hoàn thành rất tốt phần dự thi của mình. Xin chúc mừng hai bạn. Đây con hãy chọn cho cô một hình ảnh để câu trả lời lý thuyết. Âm bướm ạ. Nhịp 4-4 có 4 phách trong một ô nhịp đúng hay sai? Con cho cô là đúng ạ. Câu trả lời của đúng. Con hoàn toàn chính xác. Xin cảm ơn con, xin mời con về vị trí của mình. Tiếp theo, xin mời bạn Minh Dũng đến từ cơ sở 1 lên trình bày phần báo cáo của mình. Con sẽ ngồi tại chỗ và chọn hình ảnh câu trả lời lý thuyết giúp cô. Con chọn hoa hồng ạ. Con hãy đọc tên nốt và cho cô biết đây là hợp âm gì. Con đã có câu trả lời chưa? Cô là đồ mi son hợp âm đô trưởng ạ. Hợp âm đô trưởng. Câu trả lời của con hoàn toàn chính xác. Cảm ơn con, xin được chúc mừng phần trình bày và phần biểu diễn của bạn Minh Dũng. Và để tiếp theo chương trình thì xin mời cô giáo Mai Thị Hòa có phần đánh giá và nhận xét. Xin trân trọng kính mời cô. Cô trước tiên cô xin chúc mừng tiết mục biểu diễn của hai bạn Tuấn Khôi và Minh Dũng. Các con cũng đã rất là tự tin và thể hiện tốt cái phần trình diễn của mình. Tuy nhiên thì cô có thêm một số cái góp ý như sau. Bạn Tuấn Khôi thì con cũng đã có cái sự tiến bộ rõ rệt ở trong việc chơi đàn, mặc dù là thời gian con đi học cũng không được nhiều bởi vì là không được đều cho lắm. Bạn cũng đã thấy cái sắc thái trong bài đàn của mình. Tuy nhiên con phần cần chú ý hơn nữa về phần nhịp và phần phách ở trong bài. Đấy, và con cũng đã thể hiện cũng rất là nỗ lực qua cái sự cố gắng vượt qua được cái bản thân của mình. Cô mong rằng là con cũng
tiếp tục cố gắng hơn nữa để gặt hái được những cái thành công ở trong bộ môn piano. Thứ hai là bạn Minh Dũng, thì bạn thể hiện cái tác phẩm này, đây là một cái tác phẩm bạn cũng đã phần nào thể hiện được cái sắc thái ở trong bài đó, cái hiện đánh legato, tức là chơi liền tiếng ạ. Và con đánh cũng tương đối trôi chảy. Và con cần chú ý cho cô cái phần cuối là có cái đoạn chơi đánh nhỏ dần. Đấy, thì khi gần kết bài như thế thì nó sẽ tạo ra cái sắc thái ở trong bài nó rõ ràng hơn và nó hay hơn. Đấy. Một lần nữa cô xin chúc mừng phần trình diễn của hai bạn Tuấn Khôi và Minh Dũng. Xin được cảm ơn ý kiến đóng góp nhận xét của cô Mai Hoàng và cũng xin chúc mừng Tuấn Khôi và Minh Dũng đã hoàn thành xong phần báo cáo của mình. Tiếp nối chương trình, xin mời quý phụ huynh cùng đến với bạn Dương Mạnh Hoàng đến từ cơ sở 1. Sau bạn Dương Mạnh Hoàng sẽ là bạn Giao Hoàng. Chọn cho cô một hình ảnh để trả lời câu hỏi lý thuyết. Con chọn hình con gà. Con hãy cho cô biết ý nghĩa của các ký hiệu sau. Con thưa cô là F là to. Còn MF là bình thường. Còn P là nhỏ. Câu trả lời của con hoàn toàn chính xác. Xin cảm ơn, xin được chúc mừng phần trình bày và câu trả lời của bạn Dương Mạnh Hoàng. Tiếp theo là phần trình bày của bạn Gia Hoàng đến từ cơ sở 1. Sau phần trình bày của bạn Gia Hoàng, đó là phần trình bày của bạn Dương Thanh Lâm đến từ cơ sở 1. Con trả lời câu hỏi lý thuyết. Cô em chọn con sư tử ạ. Con hãy cho biết đây là khóa gì và dành cho tay nào. Cô là đây. Đầu tiên là đây là khóa pha, còn đây là khóa pha, còn bên này là khóa son ạ. Còn bên này là khóa pha. Và khóa son sẽ dành cho tay phải, còn khóa pha sẽ dành cho tay trái. Câu trả lời của con hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng phần trình bày và trả lời câu hỏi của bạn. Tiếp theo là phần báo cáo của bạn Dương Thanh Lâm đến từ cơ sở 1. Thank you.
Xin được chúc mừng phần biểu diễn xuất sắc của bạn Trương Thanh Lâm. Kính thưa cô phụ huynh thân mến và hai phần biểu diễn giao hoàng của Trương Thanh Lâm, xin được mời thầy Đinh Thành Công là sẽ có những ý kiến nhận xét về tiết mục của các em. Xin được trân trọng kính mời. Xin chúc mừng ba phần thi cáo của ba bạn cuối cùng trong buổi sáng hôm nay. Thật là tuyệt vời với cái giai điệu cuối cùng khép lại rất là đẹp. Tôi tưởng tượng ra những cánh đồng của trời Âu và trên đó có những ngôi nhà trên thảo nguyên rất là tuyệt vời. Giai điệu rất đẹp. Cảm ơn Dương Thanh Lâm. Dương Thanh Lâm thì đang học trình độ nâng cao 2. Cũng theo như góc độ tiêu chí của trung tâm thì có thể chúng ta gọi là đã đến tuổi trưởng thành, tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Tức là các con có thể có khả năng tự vỡ bài, tự nhìn bản nhạc, đọc bản nhạc để trình diễn. Thầy cô chỉ đóng vai trò là người huấn luyện viên, định hướng và giúp các con khai thác những cái điểm mạnh cũng như là đưa cái cảm xúc của mỗi cá nhân vào trong tác phẩm một cách tốt hơn thôi. Cảm ơn Dương Thanh Lâm. Trước đó chúng ta đã được nghe phần trình diễn của Gia Hoàng. Gia Hoàng. Gia Hoàng chơi một tác phẩm có tính chất nhạc blue. Cái giai điệu rất là sôi nổi. Thầy chỉ góp ý với Gia Hoàng là do chúng Gia Hoàng khá là chủ quan. Gia Hoàng có một thời gian chơi học liên tục thì đã lên có một cái level rất cao đấy. Nhưng mà sau đó vì việc học văn hóa, năm vừa rồi học thì có thể một tuần được một buổi, hoặc có thể gần đến kỳ thi là nghỉ mất mấy tuần liền. Thế nên là đang quay trở lại, hy vọng hè này Gia Hoàng sẽ chinh phục lại cái đỉnh cao của mình. Và trong âm nhạc thì cần phải kỹ tính. Thầy vẫn nhắc là trong âm nhạc phải rất kỹ tính, càng kỹ càng tốt. Chúng ta mà chủ quan ấy là ở nhà nó khác, sân khấu nó khác. Chúng ta ở nhà có thể chơi trôi chảy, nhưng mà lên sân khấu với cảm xúc trình diễn của một nghệ sĩ thì chắc chắn là nhiều khi là trong đầu chúng ta còn không nhớ một cái nốt nhạc nào nữa. Thế nên là góp ý với Gia Hoàng là chơi tốt nhưng phải rất là cẩn thận. Trước đó là Dương Mạnh Hoàng. Dương Mạnh Hoàng. Chúc mừng Dương Mạnh Hoàng. Dương Mạnh Hoàng cũng là một học viên rất là chăm chỉ và cố gắng. Thầy cũng hy vọng con sẽ lần lượt chinh phục được các cái trình độ của trung tâm. Cũng rất là cảm ơn cái sự tin tưởng của phụ huynh với bạn Dương Mạnh Hoàng có quá trình học rất là kiên nhẫn, kiên trì. Và hiện tại đang ở cuốn 3. Và Gia Hoàng cũng đã thể hiện là nỗ lực và có phần trình diễn là tốt. Cảm ơn quý vị phụ huynh. Cái phần trình bày báo cáo của các con trong buổi sáng đã hoàn thiện. Sau đây sẽ có một tiết mục văn nghệ giải lao. Sau đó xin mời quý phụ huynh uống nước và lán lại để trung tâm có một lắng nghe một số những cái chia sẻ của phụ huynh. Bởi vì thực tế thì rất là mong muốn có những cái phản hồi để trung tâm có một ngày một hoàn thiện hơn. Và trước cái phần trao đổi thì chúng ta sẽ đến cái phần nhận chứng chỉ. Mong quý phụ huynh cũng ở lại để cổ vũ cho các con nhận chứng nhận. Xin cảm ơn. Tiếp nối chương trình xin được trân trọng kính mời quý thầy cô, quý phụ huynh cùng toàn thể các bạn nhỏ cùng hướng mắt về sân khấu để đến với tiết mục nhảy bài ca Tôm Cá do các em học viên đến từ trung tâm âm nhạc Đinh Công trình bày. Xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho các em trong tiết mục nhảy bài ca Tôm Cá. Nắng trong và trời xanh, gió đêm hương thơm lành, xóm đưa từng lời ru, ôi
cá kia. Hò hét kêu lên cá to, làng ta vui ca sớm hơn. Hò hét kêu lên ước mơ, ngoài kia tôm cá đang chờ, kia tôm cá đang chờ. Hò hét kêu lên thưa các bậc phụ huynh thân mến, và như vậy là 30 tiết mục trong buổi sáng ngày hôm nay của các con đã hoàn thành xong phần báo cáo của các con trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì xin được trung tâm, giám đốc trung tâm sẽ trao những chứng nhận kết quả học tập với các con đã hoàn thành xong chương trình căn bản hết giáo trình tập 2. Sau đây tôi xin được đọc danh sách chứng nhận kết quả học tập của các bạn đã hoàn thành xong chương trình sơ cấp và căn bản trong buổi sáng ngày hôm nay. Một là bạn Lương Khôi Nguyên, trình độ sơ cấp. Hai, bạn Đoàn Phương Anh, trình độ sơ cấp. À, xin đọc lấy tên của các bạn thì mời các con chúng ta sẽ trở về với sân khấu. Sau đây xin mời bạn Lương Khôi Nguyên, trình độ sơ cấp. Mời các bạn lên sân khấu. Sau khi nhận chứng chỉ xong thì các con sẽ trở về với sân khấu và nén lại để chúng ta cùng điều hành với nỗ lực của các con tại sân khấu. Tiếp theo là bạn Đoàn Phương Anh, trình độ sơ cấp. Theo là bạn Nguyễn Phương Thảo, chứng nhận trình độ sơ cấp. Tiếp theo là bạn Nguyễn Ngọc Mỹ Dung, tên nhận trình độ sơ cấp. Tiếp tục là bạn Nguyễn Phúc Lâm lên nhận. Tiếp tục là bạn Nguyễn Trần Duy Anh. Tiếp theo là bạn Nguyễn Đinh Dũng lên nhận chứng chỉ trình độ cơ căn bản. Bạn Lã Ngân Khánh đã nhận chứng chỉ trình độ căn bản. Trình độ căn bản.
Xin mời học viên Phạm Hoàng Quân trình độ các bạn. Trần An Phú, trình độ căn bản. Tiếp theo là bạn Đào Trúc Linh, trình độ căn bản. Dương Ngọc Khánh, trình độ nâng cao 1. Xin mời bạn Dương Thanh Lâm, trình độ nâng cao 1. Thì giám đốc trung tâm âm nhạc cũng rất là muốn nghe những đôi lời chia sẻ của các bậc phụ huynh để cho trung tâm được hoàn thiện hơn trong tương lai. Và ngay sau đây thì xin được lắng nghe những ý kiến chia sẻ của các bậc phụ huynh ạ. Xin được trân trọng kính mời. Đầu tiên bởi vì cái chương trình nó vừa xong thì cũng là đang cái không khí tương đối là vui vẻ, thì xin một số ý kiến cảm nhận trực tiếp từ quý phụ huynh qua cái buổi hôm nay để trung tâm tiếp tục sẽ rút kinh nghiệm rồi làm tốt hơn trong những buổi báo cáo tiếp theo. Vâng, xin được trân trọng kính mời những ý kiến đóng góp của các bậc phụ huynh ạ. Kính thưa thầy giáo của trung tâm âm nhạc Đinh Công, kính thưa các bậc phụ huynh, tôi cũng rất là vinh dự bất ngờ được thay mặt cho phụ huynh để
thể hiện những cái tình cảm rất là biết ơn đối với Trung tâm Âm nhạc Đinh Công. Các con tôi lúc đến với âm nhạc chỉ có mỗi một cái mong muốn của tôi là gì? Để con có một cái tâm hồn tươi đẹp, để con đỡ chơi điện thoại. Và con có một chút năng động cho nên con chơi để rèn luyện cái trí tuệ của mình. Và con cũng theo đuổi cùng với trung tâm từ những buổi ban đầu. Và tôi cũng nói với con là chúng ta sẽ theo đuổi đến khi nào mà chúng ta còn có thể. Và về cái lịch trình học của con trai tôi ở lớp cấp 3 ấy thì là có những ngày mà cháu phải đi học đến 8 giờ tối. Và chúng tôi thường chơi nhạc và nghe nhạc với con lúc 12 giờ đêm. Nên tôi vẫn nói với phụ huynh, với các bạn hàng xóm là xin lỗi vì lúc đó con tôi mới được chơi nhạc. Tại vì các cháu cũng phải luyện IELTS rồi, cũng rất là nhiều các chương trình, cũng như là cháu bé thì học chuyên toán có những ngày là 11 tiết. Và nếu như không có âm nhạc, chắc là tôi nghĩ rằng là con tôi sẽ không thể nào mà có thể tiếp tục được một ngày mai. Tôi có đọc được một câu nói là, mà thầy cũng đã dán ở đâu đó, là âm nhạc là tiếng nói chung của... Âm nhạc ngôn ngữ chung. Là ngôn ngữ chung của nhân loại. Đấy, tôi vừa đọc. Và đúng là như thế. Và tôi rất là biết ơn thầy, biết ơn cô từ những buổi ban đầu. Và tôi cũng rất là biết ơn tất cả các thầy cô luôn luôn song hành cùng các con để các con tôi có một cái tâm hồn đẹp đẽ như ngày hôm nay. Tôi cũng biết là con tôi sẽ học được khi theo thầy được đến đâu nữa, khi các cháu tiếp tục vào con đường đại học. Nhưng mà tôi vẫn luôn luôn biết ơn và tôi nghĩ rằng là chúng ta, những người mẹ, làm cha làm mẹ cũng sẽ định hướng và tạo điều kiện cho con để con có một tâm hồn thực sự đẹp khi lớn lên. Một lần nữa xin cảm ơn thầy cô và mong rằng là Trung tâm Âm nhạc Đinh Công sẽ luôn luôn phát triển đồng hành cùng tuổi thơ của các con. Cảm ơn ạ. Cảm ơn chị Trang. Xin chúc phụ huynh cô giáo Trang là hiện tại đang là trưởng khoa ngoại ngữ của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Và xin cảm ơn rất là chân thành cái ý kiến của quý phụ huynh. Phụ chị Trang có hai con đang theo học, đó là bạn Dương Thanh Lâm và bạn Dương Ngọc Khánh. Hai bạn đang trình độ nâng cao đấy, nên là 12 giờ đêm vẫn bỏ ra nghe. Quá tuyệt vời. Bởi vì những cái giai điệu âm nhạc thì với bản thân Đinh Công thì có âm nhạc từ nhỏ, thế nên là những cái giai điệu đẹp ấy là tự nhiên là xúc động ngay. Nên là rất là cảm ơn sự chia sẻ của cô Trang. Đinh Công xin thêm một hai ý kiến nữa để Đinh Công cũng đủ thời gian chuẩn bị. Nghệ sĩ chơi nhạc, chơi đàn nguyệt và của đoàn chèo Nam Định và cũng là nghệ sĩ của tỉnh. Mời huy chia sẻ. Xin cảm ơn anh Đinh Công rất nhiều. Và lời thì xin phép được gửi lời chào cũng như là cảm ơn tới cô giáo trong Trung tâm Âm nhạc Đinh Công, cũng như là gửi lời chào tới các vị phụ huynh và các cháu. Chúc cho quý vị có một sức khỏe dồi dào, gia đình an khang thịnh vượng. Hôm nay cũng rất là bất ngờ bởi vì là trong cái thời gian đi công tác cũng rất là bận. Hôm nay mới có dịp gặp lại anh Đinh Công sau bao nhiêu ngày, có thể là tính bằng năm. Vì là lần đầu tiên gặp anh Công thì cách đây khoảng mười mấy năm, khi anh mở một cái trung tâm ở trên chỗ cổng trường sư phạm. Thì bản thân em là cũng học nghệ thuật và làm nghệ thuật, thì mình cảm thấy là được học nghệ thuật nó rất là muộn. Cái ngày xưa anh em mình dưới quê thì anh còn học ở nhà dòng, ở bên nhà chúa, nhà thờ. Nhưng mà bọn em thì lại không được gần gũi. Mãi đến lớp 12 bắt đầu được học âm nhạc thì cảm thấy là mình bị rất là muộn. Cho nên là đối với tâm huyết cho các cháu, thứ nhất là để cho các cháu nó phát triển những cái gì nó có, phát triển trí tuệ hay là phát triển về những cái về nó năng động. Đấy, thứ hai là nếu như các cháu mà nó theo được cái môi trường âm nhạc chuyên nghiệp thì đó là một cái điều rất là quý cho bản thân em cũng như gia đình em, và đấy cũng là một cái mong muốn. Cho nên là khi gặp anh Đinh Công là cũng đặt vấn đề luôn là học theo quy trình giáo trình của anh, không cần phải đánh bài hát để nghe hàng ngày mà học những cái gì đấy nó cơ bản. Cũng rất may mắn là gặp được anh Đinh Công, cũng là một cái người rất là tâm huyết với nghề
bởi vì là bản thân làm nghề sư phạm. Đấy, thứ hai là mở những cái trung tâm để mà nói là ở cái thành phố Nam Định là bây giờ đang là hàng đầu về cái kể cả chất lượng giáo dục cũng như là cái cơ sở vật chất. Đấy, và cái nhà cụ để cho các học viên, cho các cháu được học và tổ chức những cái buổi biểu diễn ở ngoài chỗ tiền sảnh nhà văn hóa 32 cũng rất là hoành tráng, cũng mời những nghệ sĩ chuyên nghiệp rồi những các em, các cháu đã thành đạt từ Hà Nội trở về để biểu diễn. Đó là một cái điều mà cũng là một cái điểm nhấn và một cái người có tâm, có tầm. Thì hôm nay cũng không biết nói gì hơn hết, đấy là cảm ơn anh, cảm ơn các thầy cô giáo trong trung tâm. Và em cũng luôn gửi gắm cái niềm tin, gửi gắm cái tình cảm của mình với âm nhạc. Và qua cháu Gia Hoàng đến với trung tâm, cũng mong rằng là trong thời gian tới nghỉ hè thì sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cháu học về âm nhạc hơn nữa, để cháu có một cái kết quả nó tốt hơn, để có thể là năm nay học lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 thì sẽ có một cái đường hướng cụ thể. Thì sau đó thì bên các thầy cô giáo bên trung tâm cũng sẽ vạch ra một cái đường hướng cụ thể cho cháu, nếu như có cái khả năng tốt để vào môi trường những cái trường âm nhạc chuyên nghiệp thì cũng rất mong là các anh, các thầy trong trung tâm hãy đường hướng cho cháu cái việc đó. Và lời nói cuối cùng xin cảm ơn, xin chúc trung tâm ngày càng phát triển bền vững và chắp cánh ước mơ cho các cháu trên con đường nghệ thuật. Chúc quý vị luôn bình an và hạnh phúc. Chúc các cháu có một kỳ nghỉ hè thật ý nghĩa và bổ ích. Xin cảm ơn. Cảm ơn Huy nhé. Anh em cũng không gặp nhau. Huy nghệ sĩ nên là cũng đi diễn khắp các tỉnh miền Bắc, miền Nam thì ít, nhưng mà miền Bắc là khắp tỉnh miền Bắc về đàn nguyệt. Cảm ơn nghệ sĩ Trần Huy. Thêm một ý kiến nữa đi. Xin giới thiệu cô Hằng, giáo viên ngoại ngữ của trường Lê Hồng Phong. Đúng ạ. Trần Đăng Ninh ạ. À vâng. Xin chị cho em vài cái ý kiến. Xin kính chào các thầy, các cô giáo và các quý vị phụ huynh. Tôi thực sự là cũng rất là khi mà được mời lên trên đây để phát biểu ý kiến. Quả thật thì đối với tôi thì thời gian rất là bận và cũng không có thời gian nhiều để đồng hành cùng với con. Nhưng mà ngày hôm nay cũng đã cố gắng sắp xếp thời gian đến đây cùng tham dự cái buổi báo cáo kết quả với các con. Thì bản thân tôi cảm thấy rất là ấn tượng và cũng rất là hạnh phúc khi được nghe các cái giai điệu mà các con biểu diễn. Cũng không ngờ là các con biểu diễn tốt như thế, từ những con nhỏ tuổi nhất đến những con đang học cấp 3. Và tôi nghĩ rằng cái thành công có được như thế, một phần là lớn là do cái sự tâm huyết của tất cả các thầy các cô, và cũng là cái sự cố gắng của bản thân các con và cái sự đồng hành ủng hộ của tất cả các bậc phụ huynh ở đây. Thế thì cũng xin thay mặt cho tất cả các bậc phụ huynh ở đây một lần nữa xin được gửi lời tri ân tới tất cả các thầy các cô, và cũng rất mong là các quý vị phụ huynh ở đây cũng giống như tôi cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các con, tạo điều kiện tốt nhất cho các con để các con có cái cơ hội phát triển cái năng lực của mình, cái năng khiếu của mình. Nếu con nào mà có khả năng để phát triển theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp thì đó là cái điều rất là đáng mừng. Còn nếu không thì tôi nghĩ rằng cái môn âm nhạc này cũng rất cần thiết đối với các con trong cái việc phát triển toàn diện về tính cách thẩm mỹ của các con trong tương lai. Và ngay bản thân tôi thực sự là bây giờ thì cũng rất nhiều tuổi rồi, cũng gần 50 tuổi rồi, nhưng mà để mà nói thì tôi cũng rất là thích âm nhạc. Cách đây một tháng thì tôi có gọi điện cho cô Thúy và có nói rằng là có khi tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian để đi học cùng với con và đồng hành cùng với con. Nhưng mà nói thì nói thế ạ, mặc dù rất là muốn nhưng mà hiện nay cũng vẫn chưa sắp xếp được thời gian, nên là cũng đang thấy rất là tiếc. Nhưng cũng có thể trong thời gian tương lai tôi sắp xếp được thời gian thì tôi cũng sẽ học và cũng sẽ đồng hành cùng với con, cho dù là muộn, nhưng mà nó là niềm đam mê và nó là cái mà tôi nhận thấy rất là quan trọng trong cuộc sống. Và không những chỉ với thế hệ trẻ mà đối với bản thân tôi bây giờ tôi thấy cũng rất là cần. Vâng, xin trân trọng cảm ơn tất cả các thầy các cô và quý vị phụ huynh. Xin kính chúc sức khỏe, hạnh phúc tới tất cả mọi người. Vâng, xin trân trọng cảm ơn chị Hằng rất là nhiều. Hy
vọng là những ý kiến của phụ huynh sẽ được góp ý cũng như là gửi đến Đinh Công bằng nhiều cách khác sau buổi báo cáo ngày hôm nay. Cũng xin quý phụ huynh thêm một chút thời gian để chúng ta cùng nhìn lại những cái công việc đang đào tạo của trung tâm. Bởi vì thứ nhất là đào tạo âm nhạc tại Việt Nam nói chung và các tỉnh nói riêng thì đang rất là hạn chế. Và cái hạn chế ngay từ trong cái nhận thức. Đã. Các cái bài viết về giáo dục âm nhạc tại Việt Nam rất là ít, rất là ít và nhỏ lẻ. Mà lại phần lớn lại từ những thầy cô giáo mở trung tâm như Đinh Công vậy. Chứ không có những bài viết của các chuyên gia đầu ngành. Và vì thế, khi mà tìm hiểu kỹ và nhiều về cái giáo dục âm nhạc thì mới thấy rằng là cái con đường học nhạc và tiếp cận âm nhạc của Việt Nam thì nó đang rất là khác và có nhiều nhầm lẫn. Thế thì cũng qua những cái buổi báo cáo này thì Đinh Công cũng sẽ dần dần sẽ xin chia sẻ một số những cái chủ đề. Và hôm nay thì cũng chỉ chọn một cái nội dung thôi, là những cái quan trọng trước, đó chính là cái chương trình đào tạo môn piano tại trung tâm. Thì xin thưa quý vị là chương trình đào tạo của trung tâm thì đang đi theo hệ giáo trình của Mỹ, có tên là All-in-One, được xây dựng một tập thể sư phạm. Và tất nhiên là khi về đến Việt Nam thì Đinh Công lúc đầu cũng để mà tìm được cái bộ gốc của giáo trình thì rất là gian nan. Ở đây thì không biết là chắc chắn sẽ có mỗi các phụ huynh ở những lĩnh vực khác nhau, nhưng mà xin chia sẻ cái cách mà để Công tìm một cái cuốn giáo trình mang tính gọi là gốc thì rất vất vả. Tức là khi mà biết qua cái giáo trình All-in-One rất là tốt thì Đinh Công có lên trang chủ của tác giả để chọn mua. Nó có 3 tập dày. Thế thì khi mà mua thì mình dùng tài khoản của quốc tế Visa mình mua bình thường. Cứ nghĩ rằng là sau 1-2 tuần nó sẽ về đến nhà mình. Nhưng mà không. Sau khoảng độ 10 ngày thì nó về đến Hải quan Việt Nam. Hải quan Việt Nam email và hướng dẫn cách làm thủ tục nhập khẩu. Thế là vì cũng chưa bao giờ làm, thế thì cũng nhờ người ta hướng dẫn thì người ta chỉ ra một cửa ở chỗ Mạc Thị Bưởi vào phòng thông tin truyền thông, phòng giáo dục đều không tìm ra cái mã để nhập khẩu. Và họ cũng nói là chưa bao giờ tôi phải làm cái việc này cho ai. Thế cuối cùng thì sang Sở Văn hóa. Thì bộ phận Sở Văn hóa cũng phải rà soát lại thì thấy rằng là cái việc cấp thuộc sở mình. Thì cũng là sau khi đó thì tôi nhờ cũng bên một cửa làm thì thấy rằng là cái quyết định nhập khẩu cũng là số 01 đầu tiên luôn. Tức là riêng cái mảng sách giáo khoa khác thì không biết, nhưng mà riêng giáo dục âm nhạc và đặc biệt là môn piano, tôi là người nhập khẩu đầu tiên ở tỉnh Nam Định này với quyết định 01. Mà đến bây giờ vẫn chưa còn nhận được. Tức là sau khi hồ sơ xong, tôi lại phải gửi lại trên chỗ hải quan của Hà Nội. Rồi hải quan thì cứ bảo đang chờ làm thủ tục. Mà riêng cái tiền quá hạn ấy, sách chỉ có khoảng độ 8 triệu 9 thôi. Nhưng mà riêng khoản vận chuyển về đến hải quan mất 1,5 triệu. Và bây giờ cứ mỗi một ngày 5,000 tiền tồn kho, gọi là tiền lưu kho đấy. Và để mà chia sẻ cái chuyện đó, bởi vì thứ nhất là Đinh Công cũng muốn dùng cái sản phẩm có tác quyền và để mình có được cái sản phẩm tốt nhất và cái tâm mình cũng thoải mái nhất. Thế thì nhưng mà chưa thấy có bản quyền, chưa được dùng, nhưng mà qua cái việc mà tìm hiểu thì Đinh Công có nghiên cứu và chia sẻ nó thành những cái trình độ như sau. Thứ nhất là ở tại Đinh Công thì có chương trình sơ cấp.
Sơ cấp này thì chỉ dành cho với các bạn là học viên là trước 6 tuổi thôi. Trước 6 tuổi. Sơ cấp này thì hiện tại Đinh Công đang sử dụng một cái giáo trình của Hàn Quốc. Chút nữa chúng ta sẽ xem Hàn Quốc. Và với cái cách tiếp cận về sư phạm hoàn toàn là khác. Khác so với cái hiện tại bây giờ. Chút nữa chúng ta sẽ làm quen. Sau khi sơ cấp, tức là nếu như các bạn mà trước 6 tuổi thì sẽ vào sơ cấp, còn các bạn mà tầm từ 6 tuổi thì sẽ không qua trình độ sơ cấp, thì sẽ tiến vào trình độ cơ bản, căn bản. Căn bản thì sẽ gồm có 2 tập, 1 và tập 2. Trung cấp thì sẽ có tập 3 và tập 4. Trình độ cao đẳng thì có tập 5, tập 6, tập 7. Và đại học là trình độ cuốn tập 8, tập 9. Hơi nhỏ chút. Đây là cuốn sơ cấp giáo trình của Hàn Quốc. Cái cuốn này thì Đinh Công cũng mua được dễ dàng hơn rất là nhiều. Sách tay về thôi. Thì đây là cuốn gốc tại Hàn Quốc đang dùng. Và chúng ta nhìn thấy người ta dạy đó là không có khuôn nhạc đâu. Rất là lạ. Đấy. Không có khuôn nhạc nhưng lại có nốt nhạc. Đấy. Và các con chỉ ban đầu chỉ tập cái phản xạ của ngón tay thôi. Phản xạ ngón tay. Thì cuốn Hàn Quốc rất là thích hợp cho cái lứa tuổi 4-5 tuổi. Đây là toàn bộ cái giáo trình tại trung tâm đang dùng, gồm có 9 tập. À, quý vị có thể nhìn thấy là căn bản tập 1, tập 2, trung cấp 3, 4, cao đẳng 5, 6, 7 và đại học 8, 9. Thì hiện tại trung tâm cũng đang triển khai cấp chứng nhận theo cái trình độ này. Vì buổi hôm nay ấy, ở cơ sở 1 với cơ sở 2 là lần làm lần đầu tiên. Nên là cũng giải thích cho một số quý vị phụ huynh là thực ra nó khó hiểu. Bởi vì là các con phần lớn hiện tại đang học ở trình độ trung cấp rồi. Nhưng mà cái trình độ cao đẳng ấy, trình độ căn bản ấy, đang còn... Và hôm nay thì mới phát. Chính vì thế nên là nó có bị cái chậm hơn một chút. Còn hy vọng từ cái buổi hôm nay á, thì trung tâm sẽ 3-4 tháng tổ chức một lần thì sẽ có thể trao cái chứng nhận nó kịp thời hơn. Đấy, tức là khi kết thúc cuốn 4 là các chúng ta sẽ có trình độ trung cấp ngay. Chứ không bị nợ lại như cái lần vừa rồi. Đây thì cũng là cái thông tin mà tôi sử dụng phần mềm ChatGPT. Tôi hỏi là giáo trình dạy trẻ 5 tuổi tại Mỹ dùng nhiều nhất là gì, thì người ta cho được cái đáp án là chính là bộ giáo trình mà tôi đang dạy đấy. Alphabet của công ty Alphabet. Đây, hệ thống giáo trình của Mỹ chia thành rất nhiều trình độ ở cái bảng bên trái, bên phải. Và giáo trình chúng ta đang sử dụng All-in-One nó nằm ở cái khoanh tròn đó. Thì ở trong cuốn giáo trình này nó có một cái nét rất đặc biệt, đó là All-in-One, tức là tất cả trong một. Quý phụ huynh sẽ thấy bình thường ấy, học nhạc ở Việt Nam mình thì chủ yếu là chỉ dạy kỹ năng thôi, tức là đánh bài nọ bài kia thôi. Thế nhưng mà và như vậy nó sẽ khuyết đi cái mảng kiến thức. Thế thì cái phần ở đây ấy, là nó có đây là các bài học kiến thức âm nhạc và kỹ thuật technique, và tất cả được triển khai rất là đồng bộ, rất đồng bộ. Đây là một cái trang đầu tiên chúng ta sẽ thấy là được thiết kế theo bài học, có phần lý thuyết, có phần thực hành và có phần bài tập. Và cũng như đã trao đổi với quý phụ huynh thì cái trình độ căn bản giúp cho người học có một cái khả năng nền tảng, và nó có rất là nhiều cái kiến thức lý thuyết được tập trung ở trình độ căn bản. Và như vậy thì các con hiện tại đang học cũng lúc đầu thì sẽ rất vất vả, nhưng mà tiến sang cuốn 3 và cuốn 4, thì nhất là cuốn 4, trung cấp 4 thì sẽ gần như là thực hành là chính. Và lúc đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là các con đánh tác phẩm liên tục. Và lúc đó là cái lúc mà để hình thành cái kỹ năng hoàn thiện. Chỉ có cuốn 1, cuốn 2 thì vất vả một chút thôi. Thì quý vị phụ huynh cũng hiểu và đồng hành cùng con.
Và ít nhất thì rất mong các con được học hết cái trình độ trung cấp. À. Còn tiến lên cao đẳng thì giống như là cái trình độ cao đẳng ở ngoài xã hội đấy. Tức là đã là trình độ có thể là đi làm và kiếm tiền tốt rồi, đi dạy tốt rồi. Và thực tế Đinh Công là người dạy giảng dạy âm nhạc ở trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, tức là đào tạo đội ngũ giáo viên cho hệ thống trường cấp 1, cấp 2. Thì cũng thấy rằng là nếu mà trình độ cao đẳng thì đã là ăn đứt trình độ cao đẳng của như tôi dạy cho đào tạo giáo viên rồi. Bởi vì trong trường ấy thì có thể là học rất là ít, nhưng mà nếu mà học cái gọi là như thế này thì nó gọi là cao đẳng chuyên ngành piano rồi. Và trình độ đại học thì tức là tương đương với trình độ đại học ít nhất là sư phạm. Đã. Mà thực tế thì nếu mà học ở đây, đây là giáo trình piano thì người ta sẽ dạy rất là chi tiết. Nó khác với lại cái việc mà chúng ta hiểu học piano ấy là chỉ có đánh cho nó đúng thôi. Nhưng mà thực tế ở trung tâm ấy, đánh đúng chỉ được có 5 điểm thôi. Tức là ví dụ như là trình độ cao đẳng, trình độ căn bản, các con đang trình độ căn bản thì đánh đúng là điểm giỏi. Nhưng mà cứ bước sang cuốn 3 thì cái việc mà đánh đúng là chỉ được điểm 5 điểm 6 thôi. Tức là cái việc đánh nhìn bản nhạc đúng, đó là cái bắt đầu dần dần chuyển qua cái trách nhiệm của người học. Và giáo viên chỉ là người gợi mở và làm cho nó âm nhạc nó hay hơn. Đấy. Chính thế là với trình độ trung cấp là bắt đầu đánh đã có màu sắc về sắc thái rất rõ nét rồi, rất rõ nét. Và cái sắc thái đó nó mới tạo ra cái đẹp trong âm nhạc, cái nghệ thuật của âm nhạc. Và thực sự thì Việt Nam đang là cái gọi là giống như cái giai đoạn bắt đầu quá độ đấy. Thì hiện tại giữa cái tranh sáng tranh tối về giáo dục âm nhạc nó đang còn khá lộn xộn. Thế nhưng mà ở đây trung tâm đã bắt đầu đi theo một cái hướng rất là rõ ràng và để đạt được cái trình độ cụ thể theo năm tháng. Thế thì nhiều cái tâm lý của người đi học cũng như quý phụ huynh thì phần lớn là rất là mong muốn là con sẽ đánh được bài nọ tác phẩm kia. Thế nhưng mà qua cái buổi báo cáo hôm nay thì phụ huynh sẽ thấy rằng là thực tế thì mỗi một tác phẩm nó đã là một cái sự cố gắng của các con rồi. Mặc dù chúng ta nghe không hiểu nhưng rất mong quý phụ huynh là hãy chia sẻ, hãy khuyến khích con, ghi nhận những cái cố gắng của con. Bởi vì mỗi một bạn cũng mỗi năng lực khác nhau mà các con đã hoàn thành được cái trình độ thì đó là cái sự rất là cố gắng rồi. Và mỗi một cái kỹ thuật nó cần phải có một cái khoảng thời gian nhất định thì mới tốt được. Thế nên là về tác phẩm thì quý vị phụ huynh cố gắng kiên nhẫn với con để các con tiến sang cuốn 3, cuốn 4 thì tác phẩm sẽ nhiều hơn. Cũng vừa rồi là nói qua về cái giáo trình của trung tâm. Bây giờ thì cũng Đinh Công xin giới thiệu đội ngũ giáo viên giảng dạy tại trung tâm. Để hiện tại thì trung tâm Đinh Công có 3 cơ sở. Thì cũng là cái cơ hội để quý phụ huynh biết được đội ngũ giáo viên trung tâm. Có thể sau này cũng sẽ có những cái chuyển đổi rồi cái sự thay đổi ở các trung tâm thì cũng là cái cơ hội để trung tâm giới thiệu các thầy cô đến với mọi người. Xin mời đội ngũ giáo viên trung tâm lên sân khấu để quý phụ huynh cũng như là các bạn học viên nhận rõ. Xin mời ạ. Hiện tại trung tâm âm nhạc và cụ Đinh Công thì riêng môn piano có 10 thầy cô. Đây cô. Thầy cô đâu hết rồi ạ? Cô Lan, Quý Vân đâu rồi?
Xin giới thiệu ở bên đây, từ bên này. Đây là cô Mai Thị Hòa. Mai Thị Hòa. Các cô tại Đình Công là đạt trình độ đại học sư phạm cả rồi. Đây cô Nguyễn Lan Hương. Cô Thúy đâu? Cô Thúy đang bé, em bé nhưng mà cũng phải cố gắng lên chút. Cô Nguyễn Lan Hương. Thầy Phạm Văn Tuyến. Cô Trần Hồng. Cô Lan Anh. Cô Trần Thêu. Đây là cô Đỗ Thúy cũng như là vợ Đinh Công. Cô ngoài cùng là cô Lệ Quyên. Còn cô Vân nữa à? À, cô Vân có việc một chút ạ. Xin giới thiệu đây là toàn bộ giáo viên piano tại Trung tâm Nhạc Nhạc của Đinh Công. Xin tất cả chúng ta có trao cho một tràng vỗ tay. Cảm ơn thầy cô. Thì để đảm bảo các thầy cô ở đây đều đạt trình độ cao đẳng đại học sư phạm âm nhạc. Nhưng tuy nhiên như đã nói thì trình độ sư phạm âm nhạc thì để mà dạy chuyên ngành piano thì Đinh Công đều phải tập huấn rất kỹ. Khác với các cái chương trình ở trên trường. Các cô thì có trình độ nghiệp vụ sư phạm rất là tốt. Thế nhưng mà riêng mảng piano thì vì đặc thù là giáo trình của Mỹ là hoàn toàn là tiếng Anh cả. Các quý vị đã biết rồi. Đấy. Thế nên là Đinh Công thì thường một tháng ít nhất là có hai buổi trao đổi tập huấn tại trung tâm. Để làm sao đó cái hệ thống cũng như là quy trình đào tạo của trung tâm mỗi ngày sẽ tốt hơn. Đấy, và quý vị sẽ thấy rằng là bây giờ gần như khi đến trung tâm ít có học viên hỏi đến Đinh Công đó. Bởi vì ngày xưa câu chuyện là khi mà bắt đầu triển khai hệ thống thêm đội ngũ giáo viên thì học viên là hay hỏi thầy Đinh Công đâu. Nhưng mà bây giờ là bản thân Đinh Công rất yên tâm về đội ngũ. Bởi vì là đến bây giờ thì đội ngũ 10 giáo viên đây thì cô mà dạy lâu nhất thì cũng là 8 năm rồi. Mà cô mà dạy ít nhất thì cũng là 3 năm rồi. Thế nên là quý phụ huynh rất là yên tâm về đội ngũ. Có một ý cuối cùng ông muốn chia sẻ cũng là lan tỏa đến quý phụ huynh. Đó là cái hiểu biết về cái môn piano thì... Theo quan điểm của Đinh Công nó hơi khác. Thứ nhất, cái quy trình mà Đinh Công đang đào tạo piano ở đây được gọi là dạy piano phổ thông. Phổ thông tức là cấp học mà quý vị đều biết là ai học cũng được. Vì tại sao Đinh Công bảo là hiểu chưa đúng? Bởi vì là Đinh Công lắng nghe rất nhiều ý kiến. Phụ huynh là khi đến con đăng ký là sợ rằng là con không có năng khiếu thì không học được. Thế thì Đinh Công đính chính một cái chữ năng khiếu ở đây chúng ta hiểu rõ. Theo cái quan điểm năng khiếu của phần đông mọi người thì cứ nghĩ rằng là con phải như kiểu như là Mozart, Beethoven. Tức là phải có một cái gì đấy rất là giỏi và khác biệt thì mới học được âm nhạc. Thì cái điều đấy với Đinh Công thì không đúng. Bây giờ chúng ta hiểu chữ năng khiếu là với những trẻ. Bây giờ chúng ta chia cái thang điểm năng khiếu đi, từ 0 đến 10. Thì hiểu cái chữ năng khiếu là những trẻ có cái khả năng âm nhạc từ 8 điểm trở lên. Thì đấy là cái chữ năng khiếu mà mọi người đang nói. Tức là nếu như là 8, 9, 10 điểm năng khiếu thì các con học nhạc rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng. Và nó là một cái đam mê cháy bỏng trong máu rồi. Nên là các con học rất là dễ. Và các con có thể đánh được những tác phẩm rất khó chỉ qua hướng dẫn một cách rất đơn giản. Thì đấy là năng khiếu. Và đấy là chuyên nghiệp. Còn dưới 8 điểm năng khiếu thì Đinh Công cho rằng đấy là kiến thức âm nhạc phổ thông.
cũng giống như tất cả các môn toán, lý, hóa, văn, sử địa, tiếng Anh ở trường, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta học toán, văn, địa, sử, hóa, học, vật lý 12 năm mà người ta vẫn chỉ nói là đấy là trình độ phổ thông thôi, có đúng không ạ? Chúng ta giải các bài toán rất khó, nhưng đấy là kiến thức phổ thông. Vậy thì ngay cả tất cả, hôm nay có mấy cái tác phẩm nâng cao đấy, thì Công cũng nghĩ, xác định đó là những tác phẩm âm nhạc phổ thông. Bởi vì nếu là còn chúng ta nghe mà còn thấy hay ấy, thì đấy là kiến thức phổ thông. Còn những tác phẩm chúng ta nghe không hiểu gì, đấy mới là chuyên nghiệp. Thế nên là quý vị huynh đừng lo rằng là con mình nó không có khả năng học. Bởi vì chúng ta đang học những cái phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia thôi mà. Không có gì ghê gớm đâu. Đấy là cái mà Đinh Công nhận thấy một cái sai lầm rất lớn trong xã hội. Mà từ việc đó rất nhiều các bạn nhỏ không được học âm nhạc. Mà không được học thì như chúng ta biết đấy. Ví dụ chúng ta không cho con học, con chúng ta học tiếng Anh kém. Tất cả các bộ giáo dục người ta đã đưa, nhất là môn âm nhạc, đưa vào trong hệ thống giáo dục ở gần như là toàn thế giới. Thì có nghĩa là nó không thể là không quan trọng, mà nó cũng không thể là không thể học được. Đúng không ạ? Mà như Việt Nam là năm, ví dụ tôi, Đinh Công vừa đi làm cái đề tuyển sinh giáo viên âm nhạc cho trường cấp 3 đấy, mới thi cách đây khoảng độ gần tháng. Thì năm nay bắt đầu triển khai giáo viên âm nhạc ở trường cấp 3 rồi. Vậy thì chúng ta nghĩ rằng là chỉ dành cho những người năng khiếu mới học à? Đúng không ạ? Thế thì cái âm nhạc nó cũng như các môn học khác, nó có một cái khúc, phân khúc gọi là phổ thông. Và cái mà Đinh Công đang làm ấy, vì nhà trường không làm, thế nên là Trung tâm Nhạc Đinh Công sẽ làm và trang bị cho con tất cả những kiến thức âm nhạc phổ thông. Có nghĩa là ai học cũng được. Có điều, như Đinh Công nói, mức độ năng khiếu, thang điểm của mỗi người là khác nhau. Bạn ấy 6-7 điểm năng khiếu, bạn ấy học nhanh hơn cũng là bình thường. Còn chúng ta, con chúng ta 2-3 điểm năng khiếu vẫn học được. Nó chỉ chậm hơn và cần thời gian nhiều hơn. Đấy. Và nếu mà bởi vì âm nhạc thì nó là một cái thế giới bao la, nó không có giới hạn về cái nhất. Vì thế nên là con chúng ta chỉ cần học xong chương trình trung cấp là nó có thể chơi nhạc như những anh chị mà chúng ta nhìn thấy trên YouTube hay là ở các cái trung tâm nọ, trung tâm kia, cuộc thi ở kia. Tôi chắc rằng như vậy. Bởi vì nếu bây giờ mà ai bảo là con tôi không có năng khiếu âm nhạc thì Đinh Công dạy 1 năm miễn phí luôn. Nếu mà không biết đánh thì một là không cần trả học phí, hai là trả rồi thì xin trả lại. Nói một cái điều khẳng định như vậy có nghĩa rằng là chỉ vì chúng ta không có thông tin về giáo dục âm nhạc và đặc biệt là môn piano thì chúng ta cảm thấy nó khó khăn, nó xa vời, bản thân chúng ta thì lại không hiểu về nó. Không hiểu nó rồi ấy. Thực sự một cái nỗi buồn nữa đó chính là đội ngũ giáo viên âm nhạc. Họ cũng không hiểu luôn. Rất nhiều giáo viên, tức là khi tôi tiếp xúc thì họ đã, thầy sao thầy dạy trung tâm mà thầy chả thấy có sơ tuyển với sát hạch gì mà thầy dạy được vậy. Âm nhạc nó có năng khiếu thì phải sơ tuyển rồi mới dạy chứ. Tức là như vậy là người ta nhận thức sai từ đội ngũ giáo viên âm nhạc. Vậy thì nếu như là chúng ta cứ nghe những cái hướng dẫn của những giáo viên họ không hiểu thì chúng ta lại tin họ thì rõ ràng là con cháu chúng ta sẽ không được tiếp cận được một cái môn âm nhạc tuyệt vời như vậy. Và chúng ta cũng nhìn lên nước Trung Quốc bên cạnh thì theo thống kê của Bloomberg thì là 60 triệu một đất nước tỷ ba và có 60 triệu người học piano. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là cùng là châu Á nhưng tại sao họ tiến bộ nhanh như vậy? Và tại sao họ lại cho con học nhiều như thế? Thế thì chúng ta là một nước đang phát triển thì
nếu ai tỉnh thức cũng như là nhận thức được sớm thì con em chúng ta sẽ có được cái cơ hội học được môn âm nhạc rất là tốt đẹp. Và với kinh nghiệm ở Đinh Công thì ai đã chơi được nhạc và lại chơi nhạc hay nữa thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có tệ nạn, không bao giờ có cái điều ác trong diễn biến trong tâm hồn đâu. Chúng ta để ý tất cả các nghệ sĩ không ai phạm tội về một cái điều gì đó gọi là ác cả. Tất nhiên là có thể Đinh Công có thể chưa biết những trường hợp như vậy, nhưng mà rõ ràng là rất hiếm. Nghệ sĩ có thể vào tù vì những cái tội khác, chứ không phải là tội hình sự, tội gọi là dã man. Đó. Vậy thì tại sao như vậy? Khi đã có âm nhạc, cái tâm hồn nó khác đi. Chúng ta tưởng tượng giống như là một cái mảnh đất sỏi đá, một mảnh đất cát, một mảnh đất màu mỡ. Thì tâm hồn trẻ cũng vậy. Nếu như chúng ta đưa âm nhạc vào trong tâm hồn trẻ từ nhỏ thì giống như là một miếng đất tốt được tưới nước vậy. Thế nên là và âm nhạc thì nó lại là cái điều mà không thể đo cân đo đong đếm được. Giống như là môn toán môn văn còn cho điểm chứ âm nhạc không cho điểm được. Vì thế nên là quý phụ huynh rất là ở đây rất là may mắn là chúng ta nhận thức được cái giá trị của âm nhạc và đang cho con đồng hành, cho dù là học được ít học nhiều nhưng cái giá trị là rất là lớn. Rất là Đinh Công rất là cảm phục cũng như là tự hào về các học viên ở trung tâm và mong quý phụ huynh tiếp tục đồng hành và chia sẻ những cái khó khăn của trung tâm âm nhạc Đinh Công. Cũng muộn rồi thì xin hết ngắt lời nhận xét ở đây, cũng như là nếu mà có thể là nghe được cái ý kiến của phụ huynh nào nữa thì Đinh Công xin tiếp tục. Còn buổi sáng này xin chúc quý vị một ngày nghỉ sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin cảm ơn.